báo cáo tình hình mùa khô hạn ở Kon Tum. Tình hình nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, dự kiến sẽ có khoảng hơn 1.600 hectare cây trồng bị hạn vào cuối vụ đông xuân. Trong đó, diện tích lúa nước và hoa màu hơn 605 hectare, cây trồng công nghiệp khoảng gần 1.000 hectare. Qua tính toán tại một số công trình thủy lợi có lưu vực nhỏ trên địa bàn huyện Đắc Hà, Đắc Tô, Sa Thầy và thành phố Kon Tum, nếu thời tiết nắng nóng kéo dài có khả năng xảy ra hạn hán thiếu nước nghiêm trọng. Ở xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, người dân không khỏi lo lắng khi các hồ thủy lợi cấp nước tưới cho hàng trăm hecta cây trồng của người dân đang dần cạn trơ đáy. Để cứu vãn tình hình, người dân bắt buộc phải dùng máy bơm, ống hút cắm xuống lòng hồ để vơ vét những giọt nước cuối cùng. Cái vườn cà phê nhà tôi ở đây đấy thì thực sự ra cái nguồn nước tưới năm nay do nó hạn hán nó quá nhiều. Thế cho nên là bây giờ cái nguồn nước tưới ở trên là cung cấp cũng coi như là chưa được đầy đủ lắm. Thế cho nên là bây giờ gia đình cũng coi tạo điều kiện coi như là các cái hồ chứa nước đấy là cũng tận dụng các cái nguồn nước coi như là ở các cái nguồn ra để coi như là để tập trung vào cho tưới cái vườn cà phê để nó đảm bảo coi như là cho nó được xanh tốt. Bây giờ là người dân cũng đang tận dụng coi như là cái nguồn nước tưới là cũng thuê coi như là máy móc về để coi như là khai thông những cái ao hồ để coi như là để tận dụng những cái nguồn nước để về để coi kịp thời để tưới cho cà phê. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, tình trạng khô hạn có xu hướng mở rộng trong tháng 4 và kéo dài đến tháng 5. Trong khi đó, phần lớn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum là vừa và nhỏ, được đầu tư đã lâu, bị bồi lắng, diện tích tưới lưu vực nhỏ nên lượng nước đến vườn cây của người dân gần như bằng không. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn hecta cây trồng của người dân. Lượng nước thủy lợi ở trên địa bàn hiện nay thì cũng đã cạn khô, hầu như các mực nước ở lòng hồ đã cạn xuống dưới đáy. Cái định hướng của những cái tháng tuyết mà thời tiết cứ nắng hạn như thế này thì nguy cơ thiếu nước tưới phục vụ cho tưới tiêu cho cây cà phê là rất rõ nét. Trong cái thời kỳ nắng hạn biến đổi khí hậu hiện nay thì riêng hợp tác xã chúng tôi thì vẫn đang triển khai mở rộng thêm những cái diện tích để lắp đặt hệ thống phun mưa tự động tại gốc để tiết kiệm nước. Thứ hai nữa là so với cái mực nước của bà con mà bây giờ vẫn còn đang tưới vừa tưới xà tràn vừa tưới bếp quay truyền thống ở trên thì là cái lượng nước nó rất là lãng phí lớn. Để ứng phó tình hình hạn hán trên diện rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ cống lấy nước đầu mối và các công trình tưới, đặc biệt là cống tưới gần đầu mối, không để rò rỉ lãng phí nước, đảm bảo đủ nước tới cuối khu tưới. Đồng thời tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hỏng, rò rỉ để chống thoát nước.